đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví Multi Chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh, đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của coi 98. Rồi bây giờ thùng muốn chuyển qua để nói tới một thông tin khác nữa. Thông tin này đó à, thường cảm thấy được là có đăng trên những bài báo nhưng mà không có nhiều người nói tới. Nhưng mà thùng lại cảm thấy thông tin này đó cũng khá là đáng lo ngại. Đó chính là thông tin liên quan đến à, chính phủ Hoa Kỳ đó đã ra một cái à, lệnh đó chính là hạn chế xuất khẩu chip. Như là những cái con chip đó sử dụng những công nghệ và những công nghệ cao cấp được sử dụng trong thiết bị quân sự của Trung Quốc. Thì uh, lý do tại sao mà thông nghĩ thông tin này lại quan trọng, các bạn thấy được đây đó là cái uh, lệnh uh, được tung ra bởi chính phủ của Hoa Kỳ. Thì uh, để hiểu rất là đơn giản uh, cái lệnh này là như thế này, đó chính là những công ty nào mà sản xuất thiết bị uh, sử dụng công nghệ làm chips ở hoa kỳ đó thì những công ty đó nếu như mà muốn bán cho những công ty ở trung quốc đó thì cần phải có một cái bằng đặc biệt thì trước hết đó là cần phải xin được cái bằng đó thì mới có thể là xuất khẩu và bán những con chip đó cho những công ty ở trung quốc à, và không phải là con chip nào cũng trong cái tình trạng hạn chế này chỉ những con chip cao cấp mà thôi và đặc biệt là những con chip đó dùng ở trong hai lĩnh vực thứ nhất đó là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và thứ nhì đó chính là lĩnh vực sản xuất vũ khí hay là được sử dụng trong vũ khí của quân đội tại vì sao vậy thì rất rõ ràng là hoa kỳ đó đã, đã ra cái quyết định là họ muốn khiến cho trung quốc chậm lại về việc sử dụng công nghệ để mà phát triển trí tuệ nhân đạo và trong sản xuất vũ khí và sử dụng trong công nghệ vũ khí họ không muốn là những công ty hoa kỳ cung cấp công nghệ cho trung quốc để mà sử dụng trong những cái việc đó để đảm bảo quyền lợi của hoa kỳ thì đương nhiên đây là một cái thông tin mà trước hết đó là ảnh hưởng tới những công ty mà làm chip hay là xuất khẩu chip rồi các bạn có thể thấy được là sau khi mà có thông tin này đó thì tối ngày hôm qua khi mà thị trường chứng khoán ở châu Á nó mở cửa trở lại thì chúng ta thấy được là chứng khoán Đài Loan đã giảm tới 4% và cổ phiếu của TSMC đó là công ty sản xuất chip ở Đài Loan đã giảm tới 8% lần Tại vì cái tin tức này đó là được tung ra và mọi người đang lo sợ thì tại vì sao vậy? Tại vì sao mà công ty ở Đài Loan là TSMC lại ảnh hưởng với tin tức này thì hiểu rất là đơn giản như thằng vừa chia sẻ với các bạn đó. Tại TSMC thì cũng có cung cấp và xuất khẩu chip cho Trung Quốc và cái công nghệ và một số những thiết bị dùng để làm những con chip đó đó là đến từ Hoa Kỳ và cái luật này đương nhiên là áp dụng với lại công ty TSMC rồi Tại vì bất cứ công ty nào sử dụng công nghệ và sử dụng máy móc của Hoa Kỳ để làm chips thì đều phải đi theo cái luật này hết Thì TSMC phải có một cái bằng đặc biệt và không được bán những con chip mà hạng nặng Những con chip mà được sử dụng trong như thường chia sẻ với các bạn trí tuệ nhân tạo và trong công nghệ thiết bị quân sự thì đó là lý sau mà TSMC stock đã giảm ngày hôm qua cộng với lại các bạn đã thấy được tin tức này đó cũng không có gì gọi là quá bất ngờ tại vì các bạn đã thấy được là ngày 1 tháng 9 thì hai công ty sản xuất chip ở Hoa Kỳ đó chính là Nvidia và AMD đó thì cũng đã có những thông tin tương tự rồi thì cái lý do mà chính Hoa Kỳ đưa ra đó là đầu tiên hết là họ nói là những cái con chip hạng nặng này đó là Trung Quốc có thể dùng để mà theo dõi người dân vi phạm cái quyền tư ẩn của người dân à, nhưng mà tôi nghĩ là cái lý do quan trọng hơn đó là hoa kỳ muốn chậm lại việc là trung quốc dùng cái con chip này để đảm bảo quyền lợi của những công ty của hoa kỳ cũng như là đảm bảo cái sự an ninh của hoa kỳ thì đương nhiên điều này đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với lại việc là trung quốc sẽ phát triển cái ngành trí tuệ nhân tạo như thế nào. Thì khi mà nói tới trí tuệ nhân tạo đó, Thuận nghĩ đến là Trung Quốc bây giờ đó đang rất là gấp rút để mà tạo ra những chiếc xe chạy bằng điện và những chiếc xe tự chạy. Cho nên họ sẽ cần những con chip như thế này. Và điều này đương nhiên sẽ làm chậm lại cái việc đó rồi. Thì cái mà lo lắng bây giờ đó, mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là những cái thông tin này có dẫn đến một cái chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đó ngày càng lớn hơn hay là không. Nhiều người đó thì gọi đây là một cái... Uh, chiến tranh lạnh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ nhưng mà chiến tranh lạnh này đó là không phải vì vũ khí hạt nhân mà vì những con chip hàng nặng này thì Trung Quốc đó thì cũng đã lên tiếng nói là đây là một trong những cái cách làm gọi là không công bằng với lại Trung Quốc và vi phạm cái quyền tự do thương mại nhưng mà Hoa Kỳ lại nói là Trung Quốc nói tới tự do thương mại thì cũng nên nghĩ lại là mình đã làm gì trong bao nhiêu năm qua chúng ta nhìn thấy được là trên màn hình đã biết bao nhiêu là công ty và công nghệ của Hoa Kỳ đã bị Trung Quốc cấm rồi À, chúng ta nhìn thấy được là những cái ứng dụng như là Gmail, Dropbox, Google, Microsoft OneDrive, Slack, uh, Hootsuite. Chúng ta có uh, Twitter, Snapchat, Facebook, Instagram. Tất cả những công ty này là công ty Hoa Kỳ. đều bị Trung Quốc cấm hết. YouTube, Dailymotion, Vimeo, Twitch. Các bạn thấy được là vô số uh, những cái dịch vụ, những công ty và những cái phần mềm. À, đã bị trung quốc cấm thì nếu nói gì đó thì còn gì gọi là tự do thương mại nữa mà bây giờ trung quốc lại nói là chính hoa kỳ đó cấm không cho những công ty sử dụng công nghệ và máy hoa kỳ bán có chip cho trung quốc thì uh vi phạm tự do thương mại Bây giờ hai bên thì vẫn đang rất là căng thẳng về cái vấn đề này Và nhiều người cho là trong cái thời kỳ mà lạm phát tăng cao Chúng ta thấy được là bất ổn về tài chính khắp nơi Thì bây giờ nếu như mà lại có cái sự bùng nổ của chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đó, Thì tình hình nó sẽ càng tệ hơn thì nhiều người cho là bây giờ trung quốc có làm gì thì trung quốc có thể là trả đũa bằng cách là có thể cấm một số mặt hàng hay là có thể tăng thuế một số mặt hàng nhặt cảnh từ uh, hoa kỳ hay là họ có thể làm khó dễ công ty tesla ở trung quốc điều này thì mình nghĩ là cũng không có đến nỗi đâu tại vì các bạn đã biết là tesla đã đang uh, gây dựng uh, thêm những cái xưởng làm xe ở trung quốc và ít ra thì tesla cũng đã cống hiến rất là nhiều liên quan tới công an việc làm cũng như là À, liên quan đến đóng thuế cho chính phủ Trung Quốc thì tôi nghĩ là Trung Quốc cũng không có đến nỗi làm khó dễ Tesla đâu. Nhưng mà việc này đó, thì tôi nghĩ nó ít như gì cũng có thể là cho những công ty sản xuất xe tự chạy ở Hoa Kỳ sẽ có một cái uh, lợi thế trong thời gian này khi mà Trung Quốc uh, khó có thể mua được những con chip hạng nặng để có thể tiếp tục phát triển công nghệ của mình. Hy vọng là không đến nổi đó nhưng mà đây cũng là một thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Rồi cái thông tin kế tiếp thì muốn chia sẻ với các bạn đó là cái thông tin liên quan đến chỉ số CPI sẽ có trong vòng 2 ngày. Thì các bạn đã nhớ là tháng vừa rồi đó chỉ số CPI tổng là 8.3%. Và nếu chúng ta không tính năng lượng và lương thực đó thì chỉ số Core CPI là 6.3% đó chính là hai con số mà quan trọng các bạn cần phải nên nghĩ đến khi mà chúng ta nói tới là lạm phát tăng hay giảm đó thì phần lớn mọi người chú tâm vào cái con số 8.3 này là con số tổng nhưng mà thật ra chúng ta cần phải quan tâm đến cả hai đó chính là con số tổng và con số core inflation đó chính là cái sai lầm à, của cái đợt trước các bạn thì là nhiều người đó thì chỉ quan tâm đến cái chỉ số à, tổng CPI và khi giảm xuống từ 8.7 còn 8.3 đó thì thị trường có sự tăng trưởng lên nhưng mà sau đó người ta nhận ra được là không core CPI đó không giảm mà còn tăng mà tăng nhiều hơn là ước tính nữa có nghĩa là ngoại trừ là năng lượng giảm ra nhưng mà hàng khác đó thì vẫn đang tiếp tục tăng trưởng lên về mặt giá cả cho nên lạm phát đấy trên căn bản vẫn chưa có được quản lý thì thị trường đã đâm rất là mạnh cho nên tôi cần phải quan tâm đến cả hai và thường cũng đã hỏi các bạn một câu hỏi trên những cái mạng xã hội đó là CPI công bố tháng 9 như thường vừa chia sẻ với các bạn à, thì hai ngày nữa nó có chỉ số tháng này các bạn nghĩ sẽ ra sao và đương nhiên là có bốn trường hợp Thứ nhất là tổng CPI tăng, core CPI cũng tăng luôn. Đây là trường hợp xấu nhất, có nghĩa là cả hai cái đó đều cho thấy được là lạm phát đã khắp nơi đều đang tăng trưởng, chưa có một cái dấu hiệu gì rõ ràng là lạm phát đã có thể được quản lý mà giảm. Đó là điều chúng ta không muốn thấy, nhưng mà đó là tình trạng xấu nhất. Rồi, tình trạng tốt nhất là gì? Tình trạng tốt nhất đó là tổng CPI giảm và core CPI cũng giảm luôn, không tính lương thực và năng lượng nó cũng giảm luôn có nghĩa là tất cả mặt hàng đều có chung một xu hướng đó chính là giảm đó chính là tình trạng tốt nhất chúng ta muốn thấy rồi còn chúng ta có hai trường hợp nữa đó hai trường hợp này đó thì nó khá là lẫn lộn thứ nhất đó là tổng CPI giảm có nghĩa là chúng ta thấy được là CPI nói chung thì giảm nhưng mà Core CPI đó thì là tăng có nghĩa là chúng ta có có thể là lương thực giảm giá hay là tăng giảm nhưng mà ngược lại như mà hàng khác đó thì lại tăng giá. Cho nên đây là trường hợp mà thường nghĩ thị trường sẽ phản ứng cũng là màu đỏ đó các bạn giống như là cái tháng vừa rồi đó là tình hình tháng vừa rồi. Còn một trường hợp nữa đó thường nghĩ là khó xảy ra hơn, đó chính là tổng CPI tăng nhưng mà core CPI lại giảm thì điều này chỉ có thể xảy ra khi mà một trong hai đó chính là lương thực hay là năng lượng hoặc là cả hai đó tăng lên nhưng mà ngược lại ra những hàng khác thì lại giảm xuống thường không nghĩ là điều này sẽ xảy ra đâu đây là khả năng mà thấp nhất đối với Thuận thì chúng ta hiểu là khả năng tốt nhất là khả năng này cả hai à, đều giảm khả năng xấu nhất là cả hai đều tăng còn à, khả năng mà Thuận nghĩ là có thể xảy ra trong hai ngày nữa đó là chúng ta tiếp tục thấy là tổng CPI giảm xuống như là chúng ta thấy à, Mohammed el Arian của Alliance à, nói là tổng CPI sẽ giảm nhưng mà Core CPI lại tiếp tục có cái dấu hiệu tăng trưởng thì đây là khả năng mà tôi nghĩ là có thể có cao hơn, các bạn nghĩ sao các bạn comment dưới, thì phần lớn các bạn rất là tiêu cực, nghĩ là khả năng 48% các bạn ở trên Twitter nghĩ là cả hai đều sợ rất là xấu là một thông tin rất xấu trong tháng này còn ở trên Twitter đó thì cũng có một cái cuộc bỏ phiếu tương tự thì những bạn ở trên Twitter thì nghĩ sao? Ở trên Twitter thì cũng không khác đâu các bạn 46% nghĩ là tình hình sẽ rất là xấu, cả hai đều tăng Và cuối cùng chúng ta hãy nhìn vào thông tin này nhưng mà ở trên Youtube thì cũng không khác biệt đâu Phần lớn các bạn thấy được là cộng đồng của Thuần Capital đều nghĩ là tình hình sẽ rất là xấu Các bạn hầu như đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi Điều đó cũng tốt <laughs> Thì uh, điều này khi mà tình hình xấu xảy ra thường nghĩ là nhiều bạn cũng đã có sự chuẩn bị rồi nhưng mà đối với thuận đó thì để các bạn hiểu rõ hơn là cái sự ảnh hưởng giữa headline CPI đó nghĩa là số tổng với lại core CPI đó là như thế nào thì để thường cho các bạn một cái ví dụ nếu như mà chúng ta thấy được là cái phần trăm lạm phát đó nó xoay quanh uh, bên thực phẩm hay là năng lượng đó, thì cũng giống như là chúng ta nhìn thấy một con tàu đi con tàu nó bị hư nhưng mà rất rõ ràng là bị hư rất nặng nhưng mà các phần bị hư này đó nó chỉ tập trung vào một phần mà thôi thì chỉ cần là tập trung sửa cái phần đó đó thì có thể tiếp tục hoạt động được giống như là chúng ta thấy được là hai cái yếu tố lớn ảnh hưởng đến lạm phát đó chính là thực phẩm và năng lượng nếu như mà phần trăm lạm phát đến đến từ hai cái mục này thì đương nhiên ảnh hưởng rất lớn đối với cái phần trăm lạm phát nhưng mà có thể tập trung để giải quyết được có thể là lương thực à, tìm cái nào đó để giải quyết à, để cho lương thực lưu thông dễ dàng hơn hay là tìm cái nào đó đó để có thể giảm đi năng lượng giống như là hoa kỳ có thể tung ra thêm xăng thêm dầu vân vân thì có thể giảm đi năng lượng nhưng mà ngược lại nếu chúng ta có cái trường hợp đó là Core CPI tăng đó, thì nó giống như cái hình này hơn Đó chính là lạm phát vẫn chưa được quản lý Nhưng mà chúng ta lại không thể tập trung vào bất cứ một cái phần nào giống như là con thuyền này Nó bị hư ở bên trên, bị hư chính giữa, bị hư ở dưới, bị hư bên hông Thì rất là khó để mà giải quyết Chúng ta có thể tương tự nghĩ đi à, Giống như là chúng ta nói là lạm phát Nhưng mà lạm phát đó thì có chỗ tăng, có chỗ giảm Rất là khó để quản lý được Có thể là à, mướn nhà vẫn tăng giá lên à, chúng ta có thể nhìn thấy được là đi du lịch thì vẫn tăng giá nhưng mặt hàng tiêu dùng hàng ngày đó thì tăng giá nhưng mà cái phần khác như là chi phí bệnh viện thì lại giảm giá rất là khó để quản lý tại vì nó tùm lum hết đó đều là điều chúng ta không muốn thấy cho nên thị trường thực là có phản ứng rất là xấu khi mà coinflation inflation đó, cái con số này tiếp tục tăng trưởng thị trường thường phản ứng rất là xấu tại vì đó là cái trường hợp thứ nhì rất khó để quản lý tại vì nó rất là nhiều mặt hàng làm sao quản lý được và thị trường nó thì không có lòng tin đối với fed về việc tăng lãi suất để quản lý được cái phần này tại vì nếu như mà chúng ta thấy tình trạng như thế này đó thì fed chỉ có thể tăng lãi suất nhưng mà tăng lãi suất thì không có, có, có giải quyết được cái nguồn uh, cung ứng của hàng hóa đâu. Và trong thời điểm này đó thì uh, chúng ta thấy được là fed đó, thì lúc nào cũng nói là sao mọi người lo lắng vậy kinh tế đang rất tốt, thất nghiệp đang ở mức cực thấp, cũng giống như chúng ta đang nằm ở trên một con thuyền mà nó đang uh, bị chìm xuống vậy đó. Cái phần bên tay phải đó thì đã chìm vô nước rồi. Uh, nhưng mà cái phần bên trên nó sẽ được nâng cao lên thì người bên trên nghĩ là chúng ta đang ở mức cao mà nhưng mà người bên dưới này đó thì đã bị ngập nước rồi. Fed là người đứng bên trên và bất động sản nó nằm chính giữa cũng đã xuống nhưng mà chưa có chạm nước còn uh, trái phiếu stock and crypto thì các bạn thấy là tơi tả rồi đó là comment tôi muốn chia sẻ với các bạn à, nhưng mà không riêng là Fed từ các bạn ngay cả chúng ta thấy được là bộ trưởng bộ tài chính của Hoa Kỳ ngày hôm nay đó à, đã nói gì thì cũng nói tương tự nói là kinh tế Hoa Kỳ đang rất là tốt mà đâu có gì phải lo đâu và phần trăm thất nghiệp đó đang ở mức là 3.5 có nghĩa là cả mức thấp nhất từ năm 1969 thì chẳng có gì phải lo lắng cả. Đương nhiên tôi nghĩ là cả hai người đó đều có cái lý do tại sao mà không có muốn làm cho mọi người hoảng loạn. Đương nhiên về uh, Bộ trưởng Tài chính thì là người của Nhà Trắng thì đương nhiên uh, không có muốn cho người ta nghĩ là tình hình đang rất xấu dưới chính quyền của tổng thống Joe Biden nhất là chúng ta đang sắp sửa có cuộc bầu cử duy nhiệm kỳ trong vòng vài tuần và Fed thì đương nhiên là không có muốn uh, cho mọi người nghĩ là lý do tại sao mà tệ như vậy À, đó chính là tại vì Fed tăng lãi suất hai ngày nữa thường sẽ cùng các bạn xem coi là thông tin của tháng này như thế nào nhưng mà dù sao đi nữa đó thường nghĩ là tháng tới và tháng 12 đó hai tháng tới đây thì Fed cũng sẽ tăng lãi suất mà thôi cho dù chúng ta có thông tin gì tại vì các bạn nên nhớ là Fed không nhìn vào một tháng mà nhìn vào cái xu hướng chung chúng ta vẫn chưa có một cái xu hướng rõ ràng là phần trăm giảm xuống về lạm phát và nói tới lạm phát đó, thì đó là cái suy nghĩ của những nhà đầu tư Chúng ta bây giờ hãy nói tới những người tiêu dùng đi Thì có một cái uh, cuộc khảo sát về người tiêu dùng ở Hoa Kỳ Thì họ nghĩ sao về phần trăm lạm phát Nhất là trong thời gian là 2 năm, 5 năm tới đây Thì các bạn thấy được là những người tiêu dùng đó, Trong cuộc khảo sát này đang nghĩ là Phần trăm lạm phát một năm sau Có nghĩa là tháng 10 của năm sau đó Thì sẽ giảm xuống còn 5.4% con số này đương nhiên là rất là cao so với cái mức mà cần phải có đó chính là 2% của Fed. À, và con số này tuy cao nhưng mà cũng đã thấp hơn so với lại cái khảo sát tương tự cách đây 2 tháng họ nghĩ ra tới 5.75% lận Nhưng mà hôm nay đã khảo sát thì người tiêu dùng nghĩ là phần trăm lạm phát có thể xuống còn 5.4 trong một năm Và thêm vào đó đó thì người tiêu dùng đó thì cũng sẽ tiêu dùng hơn năm nay Nhưng mà chỉ tăng có 6% mà thôi là cái mức tiêu dùng tăng rất là thấp Có nghĩa là người dân cũng sẽ từ từ bớt tiêu dùng lại còn về 5 năm thì sao còn về 5 năm đó thì người tiêu dùng nghĩ là chúng ta có thể có phần trăm lạm phát là 2.2 phần trăm trong vòng 3 năm thì sẽ có phần trăm lạm phát là khoảng 2.9 có nghĩa là gì có nghĩa là những người tiêu dùng được khảo sát đó họ nghĩ là Fed có thể là đã À, quá lạc quan về việc có thể đẩy lùi lạm phát xuống còn khoảng chừng 2% trong vòng chỉ có một năm. Đối với người tiêu dùng đó thì có thể là 3 năm chỉ có thể giảm xuống còn 2.9 mà thôi và nếu muốn trở lại cái mức là 2% thì phải tốn tới 5 năm lần. Thôi thì cũng nghĩ là Fed sẽ không có thể dễ dàng đẩy phần trăm từ 8% mà còn 2% trong vòng 1 năm, 1 năm mấy đâu Thường thường hay chia sẻ với các bạn là Fed có thể là quay đầu sớm hơn là mọi người nghĩ đó Không phải quay đầu tại vì phần trăm lạm phát đã xuống còn 2% đâu Tôi nghĩ là Fed phải là quay đầu tại vì có thể là những yếu tố khác như là phần trăm thất nghiệp tăng lên Thì Fed không cách nào để mà giải quyết ngoại trừ là kích thích nền kinh tế trở lại Hoặc là chúng ta đi vào suy thoái tài chính mà sâu hơn nữa đó Thì Fed cũng phải ngưng tăng lãi suất mà thôi Đó là cái suy nghĩ của Thuận, các bạn nghĩ sao? Các bạn comment ở bên dưới cái video này và còn một thông tin nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà chúng ta bước qua nói về một số những thông tin liên quan đến crypto thì thông tin này nó là liên quan đến công ty facebook hay là bây giờ gọi là Meta thì CEO Mark đã nói là sẽ có một cây ống kính thực tế ảo, một cây VR headset mới và có thể gọi là Meta Quest Pro nhưng mà cái này rất là mắc các bạn có thể lên tới là trên đây để là có thể tới 1.500 đô lận trong khi mà cái Quest 2 đó cây ống kính hiện bây giờ đang người ta mua để mà sử dụng nó chỉ có 400 đô mà thôi thì bản thân thường thì không có sở hữu một cái VR headset của Meta Bản thân thường thì có một cái VI headset của PlayStation Nhưng mà thường cũng có rất là nhiều bạn sử dụng cái uh, um, Meta Quest 2 Thì uh, họ nói là cũng rất là tốt Thì các bạn cũng có thể tập thể dục và chơi một số game Thì cũng rất là thú vị nhưng mà chủ yếu để giải trí mà thôi Nhưng mà 400 đô nó nghĩ là có thể là nhiều người mua Nhưng mà nếu như mà tới 1.500 đô con số này để mà giải trí tôi nghĩ là sẽ có ít người mua hơn và cũng có nhiều bạn hỏi thường là có nên mua cổ phiếu Facebook như là cổ phiếu Meta hay là không tại vì cổ phiếu này đã cũng đi xuống rất là nhiều rồi thì cái đó là tùy theo quan điểm các bạn mà thôi các bạn cần nên hiểu đó là gần đây đó cái thu nhập của công ty Facebook đã bị bị ảnh hưởng rất là nhiều à, nhất là liên quan tới à, cái nền tảng của Apple các bạn nên nhớ là Apple đã sau khi mà có cái luật mới à, cập nhật cái iPhone của họ đó thì à, những cái công ty như là công ty Meda đó đã không thể có được nhiều cái thông tin về người dùng quý báo như trước đây nữa, tại vì những công ty này đó như là Meda và những công ty tương tự thì họ sống là nhờ gì? Họ sống đó là nhờ bán quảng cáo. Thì khi mà họ biết người dùng là ai, khi mà họ biết được thói quen người dùng, họ biết nhiều thông tin của người dùng đó thì họ sẽ càng bán quảng cáo với cái giá cao hơn, tại vì đương nhiên nó sẽ hiệu quả hơn cho những người mà mua quảng cáo. Bây giờ họ chỉ có thể lấy được những cái thông tin không có chuyên sâu như trước đây nữa thì đương nhiên ảnh hưởng đến cái quảng cáo của họ rất là nhiều cho nên thu nhập của công ty Meda đã, đã ảnh hưởng rất lớn và thông không nghĩ là nó sẽ tạm thời đâu. À, rất rõ ràng là Meda và những công ty mà chuyên về lấy tiền từ bán quảng cáo đó sẽ phải tìm kiếm một cách khác tại vì thông nghĩ là cái thời đại mà những công ty như là Facebook, Instagram À, lấy tiền quảng cáo để à, có thể làm giàu được đó, Thì thời đại đó cũng đã từ từ qua đi rồi Thì vẫn có thể kiếm được tiền từ quảng cáo Nhưng mà sẽ không có như trước đây nữa Cho nên những công ty này đó, họ cần phải có một chiến lược mới Để mà kiếm thêm thu nhập và phát triển công ty Trong những năm về sau Vì lý do đó thì nghĩ cho nên à, Facebook đó, Thì à, muốn tìm kiếm một hướng đi mới cho nên chúng ta mới thấy được là Facebook đã chuyển qua tên thành Meta Không phải là tại vì họ rất thích Metaverse đâu Mà tôi nghĩ là tại vì họ nghĩ đây là một cái hướng đi cần phải có Tại vì họ cần phải tạo ra một cái thế giới thực tế ảo mà Facebook hoàn toàn quản lý Và trong đó họ mới có thể là hoàn toàn quản lý hết những cái dữ liệu và có thể là kiếm tiền như là bán quảng cáo hay là những dịch vụ và thậm chí là bán những cái máy headset như thế này. Đó là cái xu hướng mà Facebook đang kỳ vọng hiện tại có thành công hay là không đó, thì thường vẫn chưa có rõ đó các bạn các bạn có nghĩ là có nhiều người bây giờ vô metaverse để mà chơi game hay là không hay là vô đó để mà sinh sống hay là không thường thì chưa thấy điều đó xảy ra có thể xảy ra sau này hay không thì thường nghĩ là có thể nhưng mà có phải là meta hay là không thì đó là câu hỏi mà thường không có câu trả lời cho nên nếu các bạn mua cổ phiếu meta bây giờ đó quyền là các bạn đang cá cược là metaverse của Facebook sẽ là một cái metaverse mà được ưa chuộng và những cái máy VR của Facebook là những cái máy VR sẽ tối tân nhất mà người ta thích sử dụng. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a